Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi ngày 15 tháng 4 năm 2020. Xin chúc mừng những ai còn heo trong thời điểm này, bởi hiện nay giá hơi tăng rất là mạnh ở hầu hết tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước. Có những tỉnh trong ngày hôm nay ghi nhận tăng từ 5 đến 10 giá so với ngày hôm qua. Và đặc biệt là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, giá hơi đã đạt mốc 90.000 đồng một kg. Và theo ghi nhận, giá hơi hôm nay ở Hà Nội hiện nay đã đạt mức rất là cao, dao động 89.000 đồng một kg. Đây là mức giá vào nhóm cao nhất cả nước hiện tại trong thời điểm này. Tiến sát là so với Hà Nội thì tỉnh Thái Bình cũng đã đạt mức dao động 87 đến 89.000 đồng một kg. Một số địa phương có mức giá cao như Tuyên Quang, Hưng Yên và ngay như Yên Bái và Lào Cai trong mấy ngày qua thì giá hơi cũng khá là thấp, nhưng hôm nay cũng đã tăng lên mức 84.000 đồng một kg. Và theo ghi nhận, kỷ lục giá hơi trong ngày hôm nay thuộc về tỉnh Hải Dương đã chạm mốc 90.000 đồng một kg. Và nhìn chung, giá hơi trong ngày hôm nay ở thị trường miền Bắc đang dao động mức giá 83 đến 90.000 đồng một kg. Còn đối với thị trường miền Trung và Tây Nguyên, sau nửa tháng im ắng thì hôm nay giá hơi ở khu vực này cũng đã tăng dần trở lại. Có những địa phương tăng đến 3 giá so với ngày hôm qua. Và hiện nay đối với khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá hơi đang dao động ở mức giá 76 đến 86.000 đồng một kg. Còn đối với thị trường miền Nam, mức giá phổ biến hiện nay đang dao động khoảng 80 đến 83.000 đồng một kg. Và một số địa phương có mức giá cao như Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang. Và thậm chí ghi nhận có những tỉnh đã đạt mốc 85.000 đồng một kg trong ngày 15 tháng 4. Các tỉnh còn lại ở khu vực miền Đông Nam Bộ thì có mức giá thấp hơn một chút. Tuy nhiên, cái mức giá trung bình ở khu vực này đang dao động 79 đến 83.000 đồng một kg. Với mức giá cao như thế này, chắc chắn là người nông dân cũng như là người chăn nuôi sẽ có lãi rất là lớn khi còn heo ở thời điểm này. Và như vậy, bất chấp những nỗ lực các cơ quan quản lý trong việc bình ổn giá, kiềm chế giá hơi xuống mức 70.000 đồng một kg trong đầu tháng 4 vừa qua, thì giá hơi vẫn tiếp tục xu hướng tăng phi mã và ngày càng đi ngược với mục tiêu đề ra của các cơ quan quản lý cũng như là kỳ vọng của người tiêu dùng. Việc các công ty chăn nuôi lớn không đủ sức kéo mặt bằng giá hơi trên thị trường xuống và thậm chí hiệu quả từ việc đưa giá hơi về mức 70.000 đồng một kg không thấy đâu, thì nay thị trường đã chứng kiến cơn bão tăng phi mã ở trên diện rộng hầu hết các tỉnh trên phạm vi cả nước. Tuần qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đề cập đến vấn đề các địa phương cần phải có trách nhiệm để kiểm soát giá hơi. Và việc tăng giá hơi mạnh cũng khiến cho kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp và người chăn nuôi cực kỳ lạc quan. Và theo phản ánh của một số chủ trang trại, khan hàng là một trong những lý do khiến giá hơi trên thị trường tự do có dấu hiệu tăng mạnh, vượt xa mức Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề cập trong đầu tháng 4 năm 2020. Giá hôm nay ở thị trường miền Bắc vẫn tiếp tục tăng giá, có những địa phương đã chạm mốc 90.000 đồng một kg. Theo ghi nhận, trên địa bàn thành phố Hà Nội, một số huyện ngoại thành đã đạt mốc 89.000 đồng một kg đối với heo siêu đẹp, còn đối với các dòng heo xấu hơn thì dao động mức giá 85 đến 87.000 đồng một kg. Và mức giá kỷ lục hiện nay thuộc về tỉnh Hải Dương, theo nhiều hộ chăn nuôi báo giá, huyện Thanh Miện, Kim Môn của tỉnh Hải Dương đang dao động mức giá 88 đến 90.000 đồng một kg. Đây được coi là mức giá kỷ lục hiện nay trong năm nay cũng như là ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước. Hải Phòng dao động mức giá 85.000 đồng một kg, Hưng Yên cũng đã dao động mức giá 87.000 đồng một kg đối với heo đẹp, Vĩnh Phúc dao động 86 đến 88.000 đồng một kg. Bắc Ninh cũng có mức giá cao dao động 85.000 đồng một kg. Và một số địa phương như Nam Định, Ninh Bình dao động 86 đến 88.000 đồng một kg. Hà Nam dao động 86 đến 87.000 đồng. Và trong khi đó, Thái Bình đối với dòng heo loại 1 đang đạt mức giá 89.000 đồng một kg. Còn đối với dòng heo xấu hơn dao động mức giá 84 đến 87.000 đồng một kg. Như vậy chúng ta có thể thấy đối với các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng, hiện nay giá hơi đang ở mức rất là cao. Đang dao động mức giá 85 đến 90.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Bắc, giá hơi hôm nay cũng rất là cao. Có những tỉnh đã đạt 85 đến 86.000 đồng 1 kg. Theo ghi nhận ở Hòa Bình, Điện Biên đã đạt được cái mức giá đó. Trong khi đó thì Sơn La, Lai Châu có mức giá thấp hơn, dao động trên dưới 82.000 đồng đối với dòng heo nuôi theo hình thức công nghiệp ở các trang trại. Còn đối với các dòng heo nuôi ở trong dân có mức giá cao kỷ lục trên 90.000 đồng 1 kg. Một số địa phương heo nuôi theo hình thức trang trại ở Thái Nguyên đang dao động mức giá 86 đến 88.000 đồng một kg. Và đây cũng được coi là mức giá rất là cao ở khu vực này, đạt 88 đối với dòng heo loại 1. Phú Thọ cũng đã đạt mức 87.000 đồng đối với dòng heo loại 1, còn các dòng heo khác thì thường thấp hơn khoảng 4 đến 5 giá. Bắc Cạn dao động 80 đến 83.000 đồng một kg. Tuyên Quang cũng đã đạt mức giá 85 đến 87.000 đồng một kg.
Quảng Ninh dao động mức giá 83 đến 84 nghìn đồng, Lạng Sơn dao động 82 đến 84 nghìn đồng 1 kg và ngay như Lào Cai, Yên Bái cũng đã tăng lên đến 3 giá so với ngày hôm qua và đạt mức 84 nghìn đồng đối với dòng heo loại 1. Cao Bằng, Hà Giang dao động 83 đến 85 nghìn đồng 1 kg và Bắc Giang dao động mức giá 84 đến 86 nghìn đồng 1 kg. Và hầu hết các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay thì đều trên 80.000 đồng 1 kg. Còn đối với thị trường miền Trung và Tây Nguyên, giá hơi hôm nay cũng có xu hướng tăng, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu Bắc Trung Bộ. Theo ghi nhận, tỉnh Thanh Hóa cũng đã đạt mức 86.000 đồng ở rất là nhiều địa phương. Và theo báo giá, ở một số huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa như Quan Sơn, Quan Hóa đã đạt mức giá 88.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, đối với dòng heo loại 2, loại 3 và dòng heo mỡ ở Thanh Hóa chỉ dao động khoảng 80 đến 83.000 đồng 1 kg. Nghệ An cũng đã đạt mức 83.000 đồng 1 kg, Hà Tĩnh 81.000 đồng đối với dòng heo loại 1. Ngay như Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cũng đang có xu hướng tăng. Hiện nay Quảng Bình đang dao động mức giá 79 đến 82.000 đồng 1 kg, Quảng Trị cũng dao động 80 đến 82.000 đồng trong ngày hôm nay. Huế dao động 77 đến 80.000 đồng. Đối với Đà Nẵng hiện nay đang dao động mức giá 78 đến 79.000 đồng 1 kg, mức giá thấp hơn một chút so với là các địa phương khác. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ, trong ngày hôm nay ghi nhận có Quảng Ngãi có mức giá cao kỷ lục ở khu vực Nam Trung Bộ. Nhiều tỉnh báo giá 85.000, nhiều huyện báo giá 85.000 đồng 1 kg, thậm chí theo ghi nhận ở huyện Trà Bồng của tỉnh Quảng Ngãi báo giá lên đến 86.000 đồng 1 kg. Quảng Nam dao động mức giá 83.000 đồng 1 kg, Bình Định cũng đã chạm mốc 80 đến 83.000 đồng trong ngày hôm nay. Phú Yên theo nhiều hộ chăn nuôi báo giá hiện nay giá hơi đang dao động 80 đến 84.000 đồng 1 kg. Khánh Hòa cũng đã chạm mốc 80.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1, Ninh Thuận 78.000 đồng và Bình Thuận dao động 77 đến 79.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay tăng giá mạnh, đặc biệt là tỉnh Kon Tum. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở Kon Tum đối với dòng heo loại 1 dao động 83 đến 85.000 đồng 1 kg. Còn đối với dòng heo nhỡ ở khu này, dòng heo mà có trọng lượng dưới từ 80 kg trở xuống ấy, dao động chỉ khoảng 77 đến 80.000 đồng 1 kg. Tỉnh này là tỉnh có xu hướng tăng rất là mạnh trong ngày hôm nay. Gia Lai dao động 76 đến 80.000 đồng. Đắk Lắk dao động 78 đến 81.000 đồng 1 kg. Và theo ghi nhận ở các hộ chăn nuôi trong chiều ngày 14 tháng 4, ở huyện Ea Súp và Krông Anna của tỉnh Đắk Lắk, hiện nay hai huyện này các hộ chăn nuôi đang báo giá dao động 79 đến 81.000 đồng 1 kg. Đắk Nông dao động 76 đến 80.000 đồng, trong khi đó tỉnh Lâm Đồng đang dao động mức giá trên dưới 82.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu Đông Nam Bộ, trong ngày hôm nay ghi nhận có Đồng Nai có xu hướng tăng nhẹ, tăng 1.000 đồng trên kg. Và hiện nay heo đẹp ở khu vực này đang dao động 81 đến 83.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với heo xấu đang dao động mức giá 78 đến 80.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chạm mốc 79.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh theo báo giá trong chiều ngày 14 tháng 4 năm 2020. Bình Phước dao động mức giá 76 đến 80.000 đồng 1 kg. Và trong chiều ngày 14 tháng 4 thì một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước đang dao động mức giá 79 đến 80.000 đồng đối với dòng heo đẹp. Bà Rịa Vũng Tàu dao động 80 đến 83.000 đồng 1 kg đối với dòng heo đẹp, trong khi đó dòng heo xấu ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo ghi nhận ở huyện Châu Đức thì hiện nay chỉ dao động khoảng 78 đến 79.000 đồng 1 kg. Bình Dương cũng chạm mốc 80.000 đồng 1 kg đối với dòng heo đẹp, dòng heo xấu dao động 76 đến 78.000 đồng. Tây Ninh 83.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1 và dòng heo xấu dao động 78 đến 81.000 đồng trên kg. Đó là đối với các tỉnh ở khu Đông Nam Bộ đều có xu hướng tăng nhẹ trong ngày hôm nay. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ, trong ngày hôm nay giá hơi đang phổ biến mức giá dao động 76 đến 85.000 đồng 1 kg và theo ghi nhận một số địa phương đã có mức giá 85.000 đồng 1 kg, tăng rất là mạnh trong ngày hôm nay. Theo ghi nhận ở tỉnh Cần Thơ là địa phương có mức giá rất là cao, nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực này đang dao động mức giá 82 đến 85.000 đồng 1 kg đối với dòng heo đẹp. Còn đối với dòng heo áp siêu ở khu vực Cần Thơ đang dao động mức giá 78 đến 81.000 đồng trên kg. Bến Tre cũng đã chạm mốc 82 đến 83 đối với dòng heo siêu loại 1. Hậu Giang dao động 79 đến 83.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp dao động 78 đến 82.000 đồng. Cái mức giá cao hơn là mức giá đối với dòng heo đẹp các bạn nhé. Ví dụ như là 78 đến 82 thì chắc chắn là cái mức giá 82 là đối với dòng heo đẹp. Cho nên là nhiều bạn thấy rằng
cái mức giá ở khu vực này, ở khu vực của mình nó chưa đến cái mức giá 82, bởi vì có thể là heo của các bạn nó không được đẹp, nó xấu thì có thể các thương lái người ta trả với mức giá nó thấp hơn, cho nên là bao giờ cũng có cái mức giá nó dao động là như vậy. Đối với tỉnh Vĩnh Long dao động 79.000 đồng 1 kg, Long An dao động mức giá 77 đến 80.000 đồng, An Giang dao động mức giá 77 đến 80.000 đồng 1 kg. Bạc Liêu có mức giá rất là cao đối với dòng heo siêu loại 1 đã lên đến 82.000 đồng 1 kg. Tiền Giang dao động mức giá 80 đến 84.000 đồng 1 kg. Đây cũng là tỉnh có mức giá cao ở khu vực này, rất là cao ở khu vực này, 84.000 đồng. Kiên Giang dao động 79 đến 82.000 đồng 1 kg. Trong khi đó một số địa phương như Sóc Trăng, Cà Mau dao động 77 đến 80.000 đồng. Trà Vinh cũng đã chạm mốc 83.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1. Còn các dòng heo áp siêu thì có mức giá thấp hơn, dao động 79 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Đó là thông tin về giá hơi trong ngày 15 tháng 4 năm 2020. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hãy comment giá của các địa phương ở phía dưới nơi mà các bạn sinh sống, bởi hiện nay giá hơi nó có thay đổi hàng ngày, buổi sáng một giá, buổi chiều một giá. Chính vì vậy mình cũng khó có thể cập nhật nhanh được bằng những địa phương mà các bạn đang sinh sống. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại trong những bản tin sau của chúng tôi.